Nhưng Đức thấy có nhiều đứa trẻ trẻ bây giờ quý vị giống như chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đâu con. Cha mẹ có tiền mua cho nó chiếc điện thoại cầm bấm tối ngày, vô dụng. Bà già trong chùa người ta lụm cụm, người ta còng lưng, mà người ta còn đi lụm từng cọng rác, người ta quét cho chùa sạch sẽ. Còn trẻ khỏe cầm điện thoại ngóng tối ngày vậy đó, không biết cơm đâu cho nó ăn. Đó là hạt giống hư của xã hội. Chị nhớ, hạt giống hư của xã hội. Nếu mà có chiến tranh, có giặc giả thì mấy cái người đó là lót đường cho giặc đi. Tại vì bị coi nó cái dạng đó mà cầm súng làm gì lên nổi, phải lót đường cho giặc đi không. Mình thường những cái tên đó là những cái tên mà hại dân hại nước. Tại vì nó không có một cái góc độ gì đặc biệt ở trong cái cuộc đời nữa quý vị. Con người thì có những lúc cũng chơi một chút, nhưng mà lúc nào thôi, chứ đâu phải lúc nào cũng cầm điện thoại bấm. Mà những đứa nói cái tuổi trẻ bây giờ bấm điện thoại với mà già, bấm điện thoại với mặt mày mụn không, đen thui già chát, giết mà chát còn hơn là me chua nữa. Nó nhớ nghe, có khi cha mẹ cũng có cái tâm muốn đưa con vô đây cho nó ngồi nó nghe được chút, nhưng mà nó nghe đạo đức thì giống như là bữa vô đầu nó vậy, sao nó nghe được. Bây giờ nó không có quay đầu được thì nghe đạo đức giống như bữa vô đầu nó gì sao nghe. Nếu như con người có trực giác cao độ thì bữa vô đầu mình cố gắng nghe để nó lọt vô não, để nó đột phá mấy cái tội lỗi ra, thì vậy thì mình còn cơ hội đặc biệt. Đúng quý vị. Như bản thân nhà Đức ngày xưa cũng hư, đi lên thành phố làm nó chửi cho mình á, mềm não luôn. Bước ra xã hội nó chửi mình mềm não luôn. Kiếm tiền á, làm cực te tua nó chửi mình u não luôn chứ gì biết. Thử coi quý vị dịu cái tâm không biết liền à. Nó, nên con mình mà nó sống với mình mà nó bỏ nhà đi rồi ghi giấy đàng hoàng hết đi, không có nài nỉ, không nói một tiếng gì chứ nghe. Mày thấy mày đủ lông đủ cánh mày đi đi. Nó đi xong ở nhà này bình an còn đặc biệt hơn, còn hơn có nó mà bất an lu bu lộn xộn. Tại vì quý vị không đủ bản lãnh để quyết định được việc này. Quý vị phải nhớ rằng ta giữ người ở lại chứ không ai giữ người ra đi. Cái người nó đã sống thiếu tình thiếu nghĩa thì giữ nó làm gì quý vị. Nên cái lớp học này viết tôi thấy rằng á, tôi dạy cái lớp lớn tuổi cho cái tuổi lớn này sống đặc biệt quý vị. Xin thưa quý vị nghe, với cái tuổi nhỏ nhỏ này nếu mà có góc độ thì nó nghe nó cũng tiếp nhận được. Nhưng cái xã hội bây giờ nó bị phủ sóng rồi, phủ sóng rộng. Nên cái lớp nhỏ bây giờ thôi các con là thê thảm. Các con bị phủ sóng rộng, các con không thoát ra cái phủ sóng đó rồi. Thôi các con phải có phương pháp từ khi thiện căn dày, nếu không thì thôi các con thê thảm. Cái đời của các con sẽ khổ hơn cái đời trước. Quý vị biết bây giờ á, một cái đứa con nít á, quý vị thấy nó bận đồ đẹp, ngồi với một chiếc xe đẩy như công chúa, quý vị nói nó sướng à. Nó không được gần cha mẹ nó nhiều bao nhiêu thời gian. Nó lớn một chút đó là đưa nó vô trong cái chỗ này, nhà trẻ. Đâu có được gần cha mẹ nó nhiều đâu. Nhìn á, thì cái hình thức bên ngoài nào là đồ đẹp, nón đẹp, xe đẹp, nhưng nó không được gần cha mẹ nó bao nhiêu thời gian. Không có bằng đứa nít ngày xưa. Đứa nít ngày xưa là mẹ luôn luôn ở bên cạnh nó, chăm sóc từ khi còn nhỏ đến lớn. Nên từ nơi đó mà bây giờ nội mà cái việc mà con nít bây giờ mà đi học thôi là thấy nó đã khổ rồi. Nó mới có 11, 12 tuổi thôi mà banh não nó ra để mong nó là thành tựu sự nghiệp. Nên nó không còn là một đứa con nít ngây thơ, hồn nhiên nữa.
mà nó là một con đứa con nít mà trở thành đi theo cái sự thành tựu sự nghiệp của cuộc đời, không còn giây phút hồn nhiên quý vị à. Nên vô chùa nhìn thấy mặt khờ hết rồi. Tại vì học cả ngày nay giờ tranh thủ thứ bảy chiều chạy vô đuối tới mồ, đâu có tỉnh táo như nít ra đâu. Nít ngày xưa người ta ít học nhưng mà chạy lăng xăng, tung tăng. Còn bây giờ thì nhỏ xíu cặn thị, mặt mày bơ phờ, nó cầm điện thoại bấm, người lớn, người nhỏ đi qua đi lại, không cần ngó nhìn gì chứ, cần nhìn điện thoại thôi. Những đức nói với vị nghe nghe, sự nghiệp với vị có giàu cỡ nào giàu mà vị có đứa con trai, đứa con gái ở nhà mà tối ngày bấm điện thoại cái mặt đen thui, thôi khỏi trông mong đứa con này. Khỏi trông mong đứa con này nuôi quý vị mất công đi. Dù quý vị có giàu cỡ nào thì giống như quý vị đem của đổ vô cái thùng không đáy, nước đổ vô cái thùng bể. Những đức nói với vị nghe chỗ này để mỗi một người làm cha làm mẹ có góc độ cực kỳ sâu sắc. Đừng có trông mong những đứa con bây giờ, dù là có học vị nhưng nhìn đứa con là biết không có sự nghiệp rồi. Nằm cái tầm ở mười mấy tuổi, 16, 17 tuổi, vì nhìn đứa con này là không có một chút tương lai gì hết. Nhìn đứa con là biết liền. Tôi nói thiệt nha, ngày xưa tôi 11, 12 tuổi, 13 tuổi là tôi dắt công đoàn. Dù là tôi nói thiệt nha, tôi nghèo thì nghèo chứ tôi là tự làm, tự sống đó, có năng lực gánh sinh cao độ á. Tự làm tự sống, đêm hôm vía vắt tôi đi cắm câu, đi giăng lưới. Đi giăng câu tôi lội xong chùm tôi lội vậy đó. Tôi kiếm ăn được mà tôi còn đem đồ ăn về cho gia đình phụ trợ. Mót lúa, mót đậu, rồi tôi đi tỉa đậu. Tôi nói thiệt ít học nhưng mà tôi có năng lực gánh sinh hơn tuổi trẻ bây giờ nhiều. Hơn tuổi trẻ bây giờ nhiều. Dù cỡ nào cỡ lên thành phố, dù có hư cỡ nào tôi cũng tự làm, tôi tự chơi. Tôi đâu có lấy tiền của cha mẹ hay là xin tiền của ai đâu. Đâu có ăn trộm cắp của ai đâu quý vị. Tự làm tự chơi. Đó gọi là năng lực sống. Nên khi mà một con người mà có bản lãnh vậy thì khi đi tu đi chăng nữa cũng không đến nỗi xè tay xin tiền người khác tùy tiện. Công nhận không? Bây giờ tất cả những Phật tử như Đức hỏi quý vị nè, có Phật tử nào vô chùa mà chỉ đến xè tay xin tiền quý vị chưa? Chưa từng bao giờ có một lần nào mà. Tại vì sao? Tôi là hư hư, nhưng mà tôi là cái khả năng sống là tôi phát triển. Cái việc mà cầm tiền cho tôi mà cái cách cho hèn mọn là tôi không lấy đó. Nghèo chết bỏ chứ không bao giờ chịu nhục cái kiểu kỳ cục gì. Nói thiệt á. Đây là cái lối sống mình ngoài đời rõ ràng. Nên những đức nói với quý vị biết á, con mình á, nó không có năng lực cánh sinh, nó sống trong vòng tay quý vị. Sau này nó nghe đạo, nó đi tu đi chăng nữa, nếu mà nó không gặp được cái nơi giáo dục nghiêm túc, là đứa con quý vị nó sẽ trở thành một vị tăng sống qua ngày đoạn tháng, chắc chắn quý vị luôn. Gọi là kiếm cách sinh nhai trong nhà Phật. Nên từ nơi đó cỡ nào cỡ, con học giỏi học dở gì, nhưng gây dựng cho con mình cái gì? Năng lực sống. Cỡ nào cũng không đến nỗi tồi bại hoặc là hèn mọn vì miếng ăn. Hãy rèn luyện cho con vậy đi. Nên quý vị biết rằng cái lớp học của mình từ từ rồi quý vị nên đến học. Vì sao? Vì những đức chú trọng những con người trung niên này nè, cho quý vị từ đây cho đến chết quý vị có cái cuộc sống bình an. Còn cái lớp trẻ này giờ nó bị phụ sống rộng quá rồi, bây giờ dạy không nổi. Nói nó có mấy câu, từng cho nó được nạp năng lượng một chút, 6-7 ngày kia nó bị phụ sống, sao chịu nổi. Tôi thấy bó tay, kết duyên chơ, không có cách gì giải quyết vấn đề, chịu thua rồi đó. Nhưng mà cứ làm đi, nhưng cái vàng trung niên này còn có cơ hội nè. Hiểu không? Tôi ngồi gác chân lên trán suy nghĩ kỹ lắm rồi đó. Nên tôi mới bây giờ mới đưa lên cái chiều hướng của trung niên đó.
Tại vì thôi vớt đầu này không được thì tôi vớt đầu kia. Lớp trẻ bây giờ là tôi chịu thua, tôi bó tay rồi. Tôi chỉ hướng dẫn một chiều hướng nào thôi, tôi chịu thua rồi đó. Tôi thấy là không làm được rồi. Tại vì nó bị phủ sóng rộng sao quý vị mà đột phá nổi đây. Rồi giờ con nít mà nó bị tạp quá trời luôn rồi, cái gì nó cũng biết. Nhỏ tí thì mà bây giờ tiếng Anh, tiếng U, tiếng Em gì nó nói tá lạ âm binh. Trong khi cái tiếng hiếu gia mẹ nó không chịu nói. Mà còn nhỏ mà đè nó để kêu nó tiếng Anh, bắt nó tiếng Anh. Trong khi anh em nó còn không biết tình nghĩa mà kêu nó nói cái tiếng gì đâu á. Các vị coi á, bởi vì người ta chạy theo tư tưởng học tập kinh tế. Thua. Cái đời càng về sau càng tệ. Vì nền giáo dục bị sa sút nặng. Đời chúng ta cũng chưa tiếp nhận được giáo dục đặc biệt, nhưng mà cỡ nào đời mình vẫn còn ngon hơn. Đúng không? Nên bây giờ vàng trung niên này nó cũng te tua tả tơ rồi. Nên bây giờ nói mấy bà vô kèo được. Còn cái vàng nhóc nhen này thì nó đang nay sống trong niệm ấm chăn im, được trong vòng tay của cha mẹ, nó chưa biết mùi khổ đau. Để cho nó gieo duyên đi, sau này nó khổ đau nó nhớ lại. Vậy thôi. Chứ không có cửa rồi, thua. Bây giờ không có nói về cái chuyện mà giáo dục mà như lớp đệ tử quy nữa, chịu thua. Không có làm được đâu mà nói gì cho nó mệt. Cứ nói về nhân quả, gieo một chút thiện duyên cho nó đi. Nó chán ngấy à, tại vì sao thì biết không? Đứa thiện căn lắm, nó ngồi nó chơi một chút đó, nó chán ngấy, nó bỏ ngoài tay không à. Nó buông ra là nó bấm điện thoại. Nó buông ra là cái cuộc chơi của xã hội nó đang muôn màu muôn vẻ kìa. Nó đâu có chịu nghe gì đâu. Khi sau này te tua tả tơ tàn tạ rồi, lúc đó các con mới biết quay đầu. Đúng không? Nó gieo duyên bây giờ để nghĩ về tương lai về sau. Còn cái vàng trung niên này cơ hội dạy cho mấy bà niệm Phật giảng sanh đó, mấy bà ù. Nó từ cái lớp hạ học các bé mà từ từ bây giờ thành các bé lâu năm. Bé lâu năm, thấy chưa? Nên cái lớp học này bây giờ mà vợ chồng đồ người ta đến á, con đồ đến á, đừng có chia rẽ người ta ra. Vợ chồng con đồ ngồi chung hết đi. Lớp học này là cái lớp học mà gọi là thập cẩm. Thập cẩm có nghĩa là vợ chồng con cái ngồi chung hết. Rồi nam nữ đồ đi chung nhau được ngồi chung hết đi. Thấp cẩm mà kệ họ đi. Gọi là lớp học nhân sinh mà quý vị. Ai cũng ngồi nghe được giáo dục. Nên những đức nói với quý vị nghe nha. Tiếp nhận giáo dục thì tức khắc quý vị sẽ có niềm vui nha. Nên bây giờ mà con nó làm quý vị khổ, đừng có khổ nữa. Khổ làm chi? Hiểu không? Khổ làm chi cho nó mệt thêm nữa. Nó giống nãy cái bà đó, dặn thằng con trai lại. Thấy cái mồi nói đâu có được gì đâu. Thấy nó là biết rồi. Nên cũng tội nghiệp cha mẹ họ. Nên mình cũng vớt mấy câu kệ mồ. Chứ biết, nhìn mặt là biết rồi. Trời ơi, cái mặt này năm xưa cũng là cái mặt của tôi ngày xưa. Đố mà chịu nghe ai mất công đi. Nhưng mà tôi nói thiệt là tôi không có cơ hội nghe lúc còn nhỏ. Sau này 29 tuổi mới nghe được. Mẹ nói ở nhà thằng con trai con đánh con thầy. Nói mẹ nói kỳ quá. Tự nhiên con đang ngủ mẹ kêu con hết hồn con tát mẹ thôi, có đánh đâu đánh. Thì Nhân Đức nói cô nói kỳ thiệt, nó hết hồn. Hết hồn nó tán cô thôi, đánh đâu đắp. Hiểu không? Ngày mai mốt lỡ nó cho chỏ cô thì hết hồn. Hết hồn cho chỏ gì mà. Thôi kệ, thương nó. Còn có con đánh cũng đỡ buồn. Sợ không có nó đánh luôn buồn nhiều hơn.
À, tự mà khôn một chút đi. Tại mình làm mình khổ. Nói vậy đó mà lỡ nó đi ra đường mà cái gì đi, nó chết bờ chết bụi đi, khóc chết mồ luôn. Có cái bà kia mới nói một câu hay: thầy ơi, con từ khi mang bầu tới giờ, bây giờ cái bụng bự còn có 5 ngày nữa đẻ rồi, mà con lại mấy ngàn lại văn âm luôn thầy, con đè nó chết mồ luôn. Ghê không? Rồi có khi mà con lại văn âm nhiều quá, con nhịn ăn để đừng có ói ra thầy, con lại luôn. Đó. Cô Thí mày Hà Nội, chiến này lễ dưới âm cũng tổ chức, hình như nay mai gì tổ chức nè, không nhiều nơi giờ người ta cũng tổ chức trước bây giờ, làm như người ta sợ cái chỗ mình quá. Ừ, có nhiều nơi giờ người ta lại rồi, bây giờ lan ra rồi, chỗ mình làm như bây giờ nó thành cái địa điểm thu hút người đi tu hay sao. Nên quý vị biết rằng là cô á, cô nói một câu hay: con nghe Phật pháp cô tin nhân quả thầy, nếu như mà cái đứa con này của con á, mà nếu như mà nó mà có phước có phần thì nó bình thường có gì, còn nếu như đứa con này nó đến đây nó phá nhà phá cửa con, mà con mà tu kiểu này thì nó đi trước thời hạn cũng tu. Nói câu hay ghê chưa? Đúng là chỉ có tu học mà nói được câu kinh khủng vậy luôn. 100% câu bà này nói đúng. Trời ơi, vị biết rằng có những người nhà giàu thấy ghê, vừa có bầu một cái mà đi không cho đi, đi đâu cũng vịnh. Vậy đó mà uống ly nước sặc hư thai. Trời ơi, ngày xưa dưới quê người ta mang thai người ta đi bán bánh bò, phải lan, phải mì, đẩy xe xích lô, đẩy xe lôi, đẩy xe đẩy, tôi đẩy le lử luôn. Trời ơi, mà ta còn không hư thai, còn bây giờ đụng cái hư thai đâu có thừa gì. Cái đứa này nó đến đây nó chỉ có vậy thôi thì nó đi rồi, hiểu chưa? Chứ đừng có đấu thừa hoàn cảnh, đừng có đấu thừa hoàn cảnh gì hết trơn á. Hồi xưa dưới quê kìa, có nhiều bà mang thai dưới quê là thấy rõ ràng, nhiều bà mang thai mà chồng nó đá bạch bạch vậy đó, nó đá vô bụng á mà vẫn không hư thai nè. Xong trời ơi, khi mà đẻ đứa con ra nó lì như trâu vậy đó. Tại vì cái lúc mà mang thai đá vô bụng mà nó còn không hư, mà thằng này nó lì cỡ nào, kinh chưa? Nên quý vị thấy cái đứa mà nó sống là cỡ nào nó cũng sống, còn cái đứa mà chết thì cỡ nào nó cũng phải chết. Hãy tin chỗ này nghe. Nên nãy như Đức nói chuyện với mấy thằng nhỏ, như Đức nói: con, những Đức ngày xưa ngoài đời cũng thanh niên ăn chơi đó con, cũng hư hỏng á. Hồi xưa mà trước khi thời gian tôi đi tu á, là chuẩn bị đi tu rồi đó, còn 2 ngày nữa đi đó, mà tôi đi qua Hà Tiên tôi nhậu tôi mắc tiêu cái quần. Nhậu xỉn quá quý vị, vô nhà vệ sinh quên bận quần. Có bận quần nhưng mà bận cái quần dài, còn cái quần trong quên đâu mất tiêu. Đi về tới nhà mới nhớ lại, chết mồ cái quần mất tiêu rồi trời. Quý vị thấy cỡ nào chưa? Mà đó là tôi trước có 3 ngày nữa tôi đi tu đó. Vậy mà khi tôi vô chùa tôi tu là tôi quyết chí tới bây giờ. Thấy chưa? Chứ đâu phải là tôi không nói tôi hư đâu chợ. Tôi cũng nói hư mà. Nên là hồi nãy như Đức nói với mấy thằng trai, Đức nói: con ơi, mình chơi thì chơi nhưng mà có tiền mới chơi được con ơi, có bản lãnh mới chơi con ngu. Chứ con mà nghèo sơ nghèo sát không có thằng nào nó ngó con đâu. Còn bạn bè thì con đi ăn cắp tiền cha mẹ con về, con đãi nó chơi thì nó chơi với con. Nhưng khi con té gãy tay gãy chân, té xe bể đầu bể cổ thì cha mẹ con
giang đôi tay ra lo cho con không à. Con hãy chờ xem đi rồi con sẽ thấy. Trời ơi. Trong đời những đức á, là những đức nói là bạn những đức là chỉ có hai ba người, có người bạn đang ngồi đây, bạn Tài là thân nhất từ nhỏ tới lớn luôn, dù cỡ nào cũng chơi chung nhau hai ba người thôi, còn á, trên thành phố tôi bạn quá trời luôn. Khi vị mà hết tiền không có tiền vị đi gặp nó khó lắm vị ơi. Những đứa còn thằng bạn cọp trên thành phố, tên cọp đó là bạn chí cốt á, nhưng mà từ khi đi tu tới giờ không biết nó hẳn danh Sơn Lâm nó mất tiêu luôn, không thấy tin tức. Nhưng mà tại vì mình cũng thương nó, là ngày xưa nó chơi với mình quá nhiệt tình, nhưng mà bây giờ không biết nó đâu mất tiêu luôn. Nó nói cho mình gặp Phật Pháp, mình gặp của báo rồi, mình cũng mong mình đem của báo này mình chia cho các bạn, nhưng mà giờ bạn không đủ duyên thì thôi chứ sao giờ. Những đức nói thiệt chứ vị nghe nghe, cái lớp nhỏ bây giờ nó không hiểu. Nếu như nó mà văn chơi thật sự hiểu biết á, đừng có đi xăm mình xăm gì tùm lum. Tại vì mình á, làm sao mà hiếu với cha mẹ mình, nói thật thà đàng hoàng. Mà mình mà biết chơi chút nữa là bạn nó nể mình nè, trai gái cũng nể chứ. Còn mình mà đối với cha mẹ mình hỗn hậu, nó chơi với mình chứ sau lưng nó cười mình đó 100% luôn. Nó đều nói câu làm sao, trời ơi cha mẹ nó mà nó còn chửi không chi mình. Thôi kệ, chơi với thằng này thì thằng này nó cũng rộng rãi, nó bao mình, thôi kệ chơi nó đại đi, mai mốt nó hết tiền rồi thôi xả nó luôn đó. Tại vì cha mẹ nó còn chửi mà không chi mình, thấy không? Nên những đức nói rằng chơi thì chơi nhưng mà lúc nào ra lúc nấy. Rồi đối với cha mẹ mình phải có đạo đức, phải học được chút đạo đức để sau này mình có bản lãnh, mình có điều kiện, mình có công ăn việc làm đàng hoàng thì bạn nó mới chơi với mình. Mà mình tốt thì bạn tốt nó đi theo, còn mình tào lao thì bạn tào lao đi theo. Bởi vì để ý đi, bây giờ mấy đứa nhỏ con coi nè, các con mà thích đua xe là bạn đua xe nó theo ào ào, các con thích đá banh thì bạn đá banh đi theo ào ào, các con chơi cái gì là bạn nó đi theo cái nấy à. Nên những đức nói dù cỡ nào đi vô chùa thì cũng có thiện duyên hơn, nên mình cũng tập gần Tam Bảo một chút. Những đức nói cuộc đời những đức mà không gặp Phật Pháp là chết queo rồi các con u. Ừ. Nên bây giờ những đức quý những người bên cạnh như đức lắm. Bạn đồng hành, sống chơi với nhau, nhiệt tình thương yêu nhau hết lòng hết dạ. Tại vì người ta đồng hành với mình làm việc ý nghĩa quý vị ơi, nên thương họ lắm. Rồi Phật tử đâu về chùa cũng gì nữa, thấy sống với nhau thương nhau ghê. Chiều thứ bảy mà ngồi mà từ 3:30 vớt cho tới 5 giờ, ăn cơm xong ngồi luôn, gặp từng nhóm người cũng say sẩm mặt mày, chẳng gì hết đâu. Nhưng mà thấy cái tấm lòng người ta đến với mình thấy vui quá à. Thấy đặc biệt ghê. Nó nói với làm việc đầu óc cũng mệt quý vị. Khi ngồi ăn cơm mà suy nghĩ một chút coi sắp xếp cái gì ở ngoài kia, chỗ nào, sao sao. Khi cái đầu óc mình mới làm việc mà quá nhiều chuyện là có khi mình ngồi mình ăn cơm gì mình cũng suy nghĩ công việc mình sắp xếp. Nên vừa ăn cơm xong là ra công việc hết trơn, thấy không? Đầu óc làm việc nhiều quá mà. Nhưng mà những đức được có một cái là những đức xả ra được những cái nặng nề. Bây giờ những đức nói cho mấy đứa nít này nghe, các con nhớ, các con mà có phước sau này các con lanh lẹ, con thông minh lắm. Còn các con mà hỗn với cha mẹ nghe, rồi các con cầm điện thoại bấm hoài, sau này có con có chừng bị khùng. Nó khùng thiệt cái chợ, tại vì thần kinh nó căng thẳng, nó khùng quá trợn đó. Mấy đứa bé nhỏ biết đó, cái người mà khùng thì ghê lắm các con ơi. Bữa đó có cha mẹ dẫn một cái thằng nhỏ bị khùng vô chùa,
tự nhiên nó bò, nó hả miệng, nó vượt ra nó cắt. Thì ghê chưa? Rồi những đứa hỏi ba mẹ nó, cái thằng này nó bị khùng gì, chắc chắn lúc trước nó không có khùng là nó dữ lắm đúng không? Bà nói trời ơi, nó quýnh cha mẹ, đừng có nói nữa. Nó chửi cha mẹ, nó quýnh cha mẹ, cuối cùng nó khùng luôn. Vì thấy kinh chưa quý vị? Tổn phước đức. Ta nói hiếu cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận, hiếu cảm đến đất thì muôn vật sinh sôi. Nên cái người mà bắt hiếu với cha mẹ là ông trời ghét nhất. Ông trời ghét cái người bắt hiếu nhất. Quý vị biết nghe, những đức đọc lịch sử có rất nhiều người bị trời đánh là do từ bắt hiếu. Hồi xưa dưới quê có cái thằng này, nó bắt hiếu với cha mẹ nó. Quý vị biết, nó cầm dao lên, nó giơ lên, nó định chém cha nó. Nó vừa giơ cái dao lên, xét đánh, đen thui. Chôn nó xong, ba ngày sau đánh luôn cái mộ, tét. Kinh khủng chưa? Đánh vô cái mộ, móc nguyên cái xác nó văng lên, đen thui, banh chành, tiếp tục đem chôn nữa. Ghê chưa quý vị? Thấy con bắt hiếu chưa? Mà con bắt hiếu đó nghe là đời nào nên thăng, không có bao giờ thành đạt sự nghiệp trong cuộc đời. Đã bắt hiếu rồi là không bao giờ thành đạt sự nghiệp trong cuộc đời. Nhớ kỹ. Quý vị coi cái xã hội bây giờ là nhiều cái thành phần lạ kỳ. Thăng con trai mà tính con gái, thăng con gái tính con trai nhiều lắm. Có khi thăng con gái con trai mà không phải con trai con gái. Biến dạng, biến hình, biến tùm lum. Thấy không? Quý vị biết nó đi từ đâu không? Sống trong thế giới ảo, cầm điện thoại bấm viết, sống trong thế giới ảo. Có khi mà nó chơi game ăn điểm, rồi bắt đầu nó lao theo cái gió nó chơi viết. Rồi này nó nói đây là nhà tôi, này là công chúa của tôi, rồi đây là cái gì của tôi, sự nghiệp của tôi, rồi công ty của tôi, rồi cái gì của tôi. Nó ảo ở trong đó quý vị ơi. Rồi bắt đầu là nó tranh đấu ở trong đó, nó phá hoại nữa. Rồi cứ bắt đầu là nó tìm ra đối phương, nó tìm ra đối phương nào phá hoại. Thì thấy ghê chưa? Mà trong khi nó sống trong thế giới ảo, lâu ngày điên luôn. Xã hội bây giờ điên nhiều nè, là do sống trong thế giới ảo mà điên. Nên những đứa không xài điện thoại nên mất khôn gì. Những đứa mà xài điện thoại chắc khùng qua trận luôn, sống nổi đâu, thấy không? Những đứa nói mà mình ngồi mình nhìn vô máy vô tính chút là nhức đầu. Đúng là cái tia hồng ngoại trong cái màn hình nó ghê thiệt. Mà thường là người ta máy tính là người ta chăm chú lắm, vì cầm điện thoại là chăm chú lắm. Khi mình quá chăm chú thì cái giác mạc của mắt mình nó quá nhìn vô đó, ánh sáng nó bung lên, nó làm cho cặp mắt mình bị mờ, và cặp mắt của mình nó bị suy yếu giảm, mất đi thời gian của cặp mắt, tuổi thọ bị giảm. Nên người ta bình thường á, như cặp mắt Nhân Đức bây giờ 42 tuổi mà Nhân Đức nhìn rõ ràng lắm, nhìn rõ lắm quý vị. Thấy không? Là cặp mắt nó có thời gian dài để sử dụng. Có nhiều đứa nhỏ bây giờ như tí tí mà mắt bị si cà que, ngộ ghê đó. Nên nhắc các con nghe, hỗn với cha mẹ, chửi cha mắng mẹ là các đời, các con đời nào nên thăng. Mấy cái đứa mà quýnh cha quýnh mẹ coi chừng chờ đánh là chết. Mấy cái đứa đó chờ gầm nó sợ ác đạn lắm. Tại vì sao? Nó hỗn với cha mẹ mà, hiểu không? Nó bây giờ điện đài nó nhiều lắm, nên mấy đứa mà bắt hiếu với cha mẹ nó đứng xa điện ra một chút. Ông chờ ông đánh vô điện, điện sạc giật giật mình chết mồ, bỏ mạng. Đừng có nói chuyện dẫn chứ, hiểu không? Nó nên đó quý vị, bây giờ á, làm cha làm mẹ bây giờ quý vị phiền não vì khổ vì con nhiều lắm. Thôi đừng có khổ nữa quý vị ô. Hiểu chưa? Mình nó sống như ngày tháng đặc biệt để mình có năng lực. Trời ơi, đi khổ chi? Bây giờ mình gặp thằng chồng nó ăn nhậu, nó quýnh bạc 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 vô mặt, quýnh bạch 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 vô mặt mình.
cho mày quýnh tao, hiểu không? Quýnh tao hả? Nó, mặc bầm nâu ra ngoài ăn hủ tiếu. Cái bà bán hủ tiếu mới hỏi: ủa em cái mặt sao bầm nâu vậy? Chồng mới đánh, mới đánh nè, mới đánh chị à, mới đánh. Cho em tô hủ tiếu đi chị, nấu ngon nghe. Ăn tô xong cho em thêm nửa tô nữa đi. Ôi trời ơi, chồng mới đánh mà ăn dữ gì. Thì nó mới đánh nên ăn thêm nửa tô nữa đang bù, bù sức. Hiểu không? Bà nó nói công nhận nhỏ này hay ta. Chồng nó đánh nó vậy mà nó ra ăn hủ tiếu ngon lành, ăn thêm nửa tô nữa. Sao em hay vậy em? Nó ủa nó đánh rồi thì bây giờ cũng phải ăn chứ, không ăn là mình đói thì sao chị? Hiểu chưa? Nó nên có cái bà đó bà vui lắm. Tại vì bà an lạc quá vậy. Bà sửa cái lỗ mũi. Thằng chồng mới vừa giơ tay lên đánh nó nói phan. Chồng hỏi cái gì? Đánh mà phan. Nó phan. Nè đánh đây nè. Chồng nó mới cười muốn chết luôn. Đánh đâu có được. Tại nó vừa đánh mà nói phan. Tôi nói phan. Hỏi sao? Tao đánh mà. Phan cái lỗ mũi mới sửa ông nội. Cái lỗ mũi mới sửa ông giả một cái đây, ngày mai sửa lại tốn tiền nhiều dữ lắm. Lúc này làm ăn kinh tế khó khăn. Đừng có đánh đó. Nè cái mông này quất đi. Chồng mắc cười quá nghĩ đánh luôn. Quý vị thấy không? Cái sự vui của quý vị thấy giải quyết vấn đề ghê không? Còn có cái bà này còn hay ác đạn nữa. Thằng chồng tán vô mặt bớp 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 bớp, bà hỏi đánh đủ chưa? Thằng chồng kinh ngạc ghê. Thằng chồng hỏi. Xong chồng nó nói vậy nè: đủ rồi. Gì ạ? Đủ rồi tôi đi ăn. Mày hay quá, tôi đánh này nãy giờ mà giờ mày còn nghĩ tới chuyện ăn nữa. Thì đánh thì đánh, ăn thì ăn, không ăn chết sao? Ghê không? Kinh chưa? Rồi cuối cùng bình thường chồng hỏi: ủa sao mà bà ghê vậy? Tôi đánh bà bóp 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 vậy mà tại sao bà vẫn bình thản ngồi? Bà nói là tôi nghe thầy giảng rồi, bình an mới là hạnh phúc. Bình an mới là hạnh phúc. Thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì? Nên mỗi lần đánh là mỗi lần trả nợ. Đánh một phát là đánh xong hỏi đủ chưa? Trời ơi, đánh hỏi đủ chưa? Hỏi chi ạ? À? Đi ăn. Hay chưa? Còn cái bà này bà nói còn kinh nữa. Chồng bà đánh xong rồi, bà ra bà mua cà phê, bà mua đồ ăn ngon bà đem về. Bà nói ăn đi anh, để có sức đánh em tiếp tục. Ghê chưa? Kinh không? Chưa từng thấy luôn. Không, cái người nghe như Đức giảng không như nó khùng quá trợn thì sao vậy ơi? Lạ kỳ. Không phải là người tầm thường, nó thiệt luôn. Chưa từng thấy. Nhưng xin thưa quý vị, nghe đây là trí tuệ. Chơi cái kiểu này là nó thật sự chứ. Nó đơ cái đầu nó luôn. Vừa đánh xong mà nó mua đồ ăn đem về, mua cà phê đồ về cho uống luôn. Hỏi: ồ mới đánh mà làm gì cái chuyện này hay vậy? Hay, cho anh ăn anh uống đầy đủ sức khỏe để đánh em. Trời ơi. Nói kiểu này mà đánh nổi quý vị. Nói kiểu này bởi vì mà đánh nữa thì những Đức nói quý vị chắc là con thú quá, không phải con người. Nói câu này là nó quá đau đớn luôn rồi. Đánh rồi, mua đồ ăn gì cho ăn để mà có sức khỏe đánh em. Trời, chưa từng thấy luôn. Tôi mà nghe cái câu này, tôi mà ví dụ làm chồng ai mà vợ mà nói câu này, tôi quỳ với tôi nói lại bà cố nội, con sợ bà luôn. Từ hôm nay một cọng lông chân của bà con muốn dám đụng. Chứ đừng nói gì mà đánh. Con có mặt mũi nào đánh bà nữa chứ. Bà cao tay quá.
Con đánh bà là con là người hạ cấp, đàn ông vũ phu. Mà bà đối xử với con như vậy là bà là trượng phu, nên con chỉ có quỳ lại bà thôi bà ơi. Nghe không? Nghe đi nghe. Bởi vì nghe nhà Đức nói chuyện đi rồi nghe từ từ rồi sẽ thấy à. Đúng không? Nên mới nói rằng là mỗi ngày bình an được lợi ích gì? Trời ơi, bình an là quá lợi ích. Bình an đi rồi sẽ biết lợi ích gì à. Nên từ hôm nay á, chồng đánh vợ chửi, con bắt hiếu, gặp sự cố trong cuộc đời, bình thường mà sống. Đúng không? Vợ mắt đã cả rồi không bình thường nó cũng phải sống à. Khổ sống làm chi? Nó bữa nay đi bán trái cây. Ê, xách nguyên vỏ trái cây bự chà bá về đi tung tăng vừa đi vừa niệm Phật cười hú hí. Chồng nó ở nay bán đắt lắm sao mà cười gì này ế. Ế quá trời luôn. Gì trời trời trời, bà khùng quá gì? Ế mà làm gì mặt tươi rối à? Thì ế, tôi đem này tôi vô cúng chùa có phước hơn. Đúng không? Thua keo này gầy keo khác. Mình bán ế là do trong mạng có tiền anh ơi. Bây giờ đem trái cây này vô chùa cúng, ngày mai bán đắt. Nó trí tuệ chưa? Bán trái cây tới chiều chưa hết, tới giờ đi chùa dọn. Nó dọn luôn. Thôi bán chút cho hết, không dọn. Đem trái cây vô chùa cúng là xong à. Chùa nhiêu ăn cũng hết chừng á, không có ế. Đi chùa. Hiểu không? Chùa là tổ ấm ta về mà quý vị. Nơi này là tổ ấm á nghe. Đó. Nên quý vị về đây nghe, đem cái tư tưởng này về nhà làm tổ ấm ở nhà. Hãy bình yên mà sống đi các bạn ơi. Được chưa? Mấy chị nhớ nghe. Mấy chị mà vui vẻ là hoa này sẽ đẹp. Còn mấy chị mà buồn buồn là hoa tàn đó mấy chị ơi. Nhớ nghe. Trời ơi. Dù cỡ nào chứ nhìn mình cũng sáng sủa coi được. Làm gì mà bù xù cái mặt nhìn như con ma. Hiểu không? Có ông chồng đó quýnh bà vợ, ông đá hứ hứ hứ. Ông nói mày biết gì sao mà tao đánh mày mà không thương tình không? Tao hỏi tại sao? Tại vì mày xấu quá. Kinh khủng không? Tao đánh mày mày khóc mà cái mặt mày khóc thấy gớm. Tao ghét mà tao đánh thêm. Nó thấy chưa? Phải chi cái mặt nó bị đẹp đẹp thì nó không có đánh. Nó vừa giang tay chuẩn bị đánh mình đi phang. Cái mặt á là để hung nghe anh. Hiểu không? Anh mà đánh ngay cái mặt thì nó xấu, thì hung không còn áp vê nữa anh ơi. Hiểu chưa? Nói câu gì thằng chồng nào mà đánh được mình. Anh đánh vợ anh cũng khôn khôn một chút, lựa chỗ nào kín kín mà đánh. Chứ anh mà đánh ngay mặt tiền, người ta chê anh, người ta cười anh là dạng thùi vũ phu. Đàn ông mà đánh vợ người ta cười chê anh. Em không có muốn chồng của em bị mất uy tín, nên đừng có đánh ngay cái mặt anh ô. Hiểu chưa? Trời ơi, mấy bà mà bình an, mấy bà nói được gì ai đánh mấy bà. Đúng không? Dù là mình xấu đi chăng nữa mà mình nói nè cái mặt anh thấy không? Cái mặt gì này trang điểm biết bao nhiêu mà nói. Vậy đó mà nỡ là lòng nào đánh ngay cái mặt này. Nhớ nghe lúc bình thường á, xỉ xỉ vô mặt mình nói nhớ nghe cái mặt này nghe chưa. Mai mốt cái tức lên nghe, tức lên thì kiếm chỗ nào kín kín mà đánh. Đừng có bao giờ đánh ngay cái mặt nghe chưa. Ngu quá đi đánh ngay cái mặt. Ngu quá đi đánh ngay cái mặt. Thấy không? Lỡ đánh rồi gãy cái răng thì sao? Để răng ăn uống đàng hoàng, để lỗ mũi đẹp để mà nhìn, để mắt đồ mà sáng sủa, đừng có để nó bầm nâu, để cà má để hung để đánh làm gì ngay cà má. Anh sao anh ngu quá à.
Hiểu không? Rồi mấy bà mà nói chuyện kiểu này ai đánh được mấy bà? Mà Bình An mới nói được vậy nghe quý vị. Nhớ đó. Nên từ hôm nay nhớ kỹ là chúng ta không có sống khổ nữa. Hiểu chưa? Rồi mỗi một con người ở đây nên tập niệm Phật để mà mình đi di văn về cực lạc đi. Đúng không? Cái cõi này giờ mình đi vòng vòng hết rồi, chán quá. Về cực lạc chứ còn sao? Đúng không? Bây giờ làm thân đàn bà cũng chán quá. Về cực lạc làm chuộng phu chứ. Đúng không? À. Mà muốn về cực lạc thì phải làm sao? Niệm Phật, đúng rồi. Về cực lạc phải niệm Phật nghe. Người muốn về cực lạc không có buồn, ta để trong tâm nghe. À. Không nghe buổi nói chuyện thấy thích ha. À, bữa nay tới đây thôi, sinh nhật bữa nay tới 29 người. Chắc từ xưa chưa từng thấy sinh nhật chùa mình đông quá. 29 người sinh nhật, nghe không? Nhớ nghe, chùa mình mỗi tuần sinh nhật là ý nghĩa lắm nghe quý vị. Về đây tổ chức sinh nhật là có phước nghe không? Đó, bây giờ chúng ta cùng niệm Phật nè, rồi mấy người sinh nhật lên đây. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Đứng ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Đứng đi con. A Di Đà Phật. Nam Mô 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 A Di Đà Phật. Cho mấy bé đi xuống xích nha. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.
Còn ai không bước vô? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Còn ai không ta? A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sinh nhật á, nhận đức tặng cho con heo với cái máy bấm số niệm Phật để cho các cháu tập biết cần kiệm, rồi biết bỏ ống để mua quà cho cha mẹ của mình. Mỗi năm sinh nhật là để tưởng nhớ đến công ơn của ông bà cha mẹ mà mình cố gắng sống cho tốt, sống có đạo đức. Vì đó là cái tâm mà mình tưởng nhớ đến cha mẹ ngày sinh nhật nghe. Chứ không phải là sinh nhật mà mình đi ăn nhậu hoặc mình đi ăn đùi gà rồi đâu. Mà là sinh nhật ở đây vô chùa ăn chay, được thầy nhắc nhở về đạo đức. Đó là cái lộc lớn nhất mà được tổ chức sinh nhật tại chùa mình. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả những người đi về chùa mình ai cũng tiếp nhận giáo dục, sống an vui, sống tốt đẹp. Và các cháu nhỏ nhỏ về đây bệnh đau hay là ít nói chuyện đồ đó, nuôi đồ khó khăn, nhờ cái công đức ở trong chùa mà Tam Bảo gia hộ cho các cháu, để các cháu được khỏe mạnh, rồi lanh lẹ, hoạt bát, thông minh, học giỏi, ngoan ngoãn, hiếu với cha mẹ, lớn lên trở thành những con người sống có ý nghĩa trong cuộc đời nha. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị an lạc nha.